Chỗ đó không sợ khi ai chứ ăn là chứ về như vậy là sợ sợ bị thọt lên
rồi anh cho tiền đi con. Mình chỉ ăn em xin nấu ấy. Em xin nấu ấy. Xin nấu mà. Trong cơn khát này hả? Mãi nhân công được tốt rồi.